Mình đang ở Hà Nội và hôm nay sẽ là một ngày mình đi quậy banh chành Hà Nội luôn. Bây giờ thì mình sẽ ăn bún chả sinh tử. Không phải bún chả sinh tử nha anh em nhé. Bún chả sinh tử. Lâu không rồi mới ăn bún chả Hà Nội. Sáng nay thì bọn mình đã đi bốc mấy cái con kia. Mình thấy rất là lạ vì các bạn ấy bê được nguyên cái mô hình đấy về Việt Nam. Thì hỏi ra mới biết là ở các bạn ấy làm được cái chính hãng. Thế nên là họ không có bán lẻ mà họ chỉ có bán bốc thăm thôi. Điều mình sẽ dự định là mình đi xem Bundam các bạn ạ. Mình sẽ đi qua Hakuda vì ở đây khá gần Hakuda. Sau đó là mình sẽ đi thêm một vài shop nữa để tìm mấy cái con Bundam hiếm. Chứ còn mấy con không hiếm thì mình mua ở Nhật được à. Nhưng mà quan trọng mình mua ở Việt Nam. Vợ mình không cản mình. Sữa đậu à? Đấy. Lâu lắm rồi mới được uống sữa đậu Bundam các bạn ạ. Ơ, được đấy. Đúng là bún chả Hà Nội. Pizza bếp. Ngon đấy chú. Đang bận với mấy con mô hình rồi. Giờ vừa đi ăn xong, bây giờ tổ đội này sẽ đi qua Hakuda để xem Bundam. Hy vọng là mình sẽ tìm được mấy con hiếm hiếm. Cái vẻ mặt cái mãn nguyện lắm này. Ê, Hakuda cái kiểu ơi. Mình đã đến Hakuda rồi. Trời ơi. Ui, con này to thế nhỉ? Ừ, trời ơi. Con này. Mày đừng biết không ai cái đó. Con này. Đây. Có ma bươi đẹp nhỉ? Có ma bươi đẹp. Lắp luôn à bạn? Con này đang rán. Đang rán thôi à? Con này là hàng mẫu của Bandai gửi cho ấy. Chưa bán thôi. Trời. Trời, có cả loại tự sơn này các bạn ơi. Các bạn ạ, tôi đứng ở đây một tí, mấy ông này cứ mang quà ra tặng tôi, tặng mấy bạn đi cùng tôi, làm tôi thích quá. Hakuda tặng tôi một cái hộp này, bên trong là cũng lắp được luôn. Nhưng mà cũng phải tô màu các bạn ạ. Rồi tặng vợ tôi một cái này. Đấy, rồi tặng các bạn đi cùng tôi một cái này. Trời ơi, tuyệt quá mà. Được rồi, được quà. Ê, nhiều quà chứ. Cảm ơn Hakuda nhá. Trời, mình cũng được quà các bạn ơi. Được một đống luôn. One hour later. Con nghiện đích thực ơi. Ra cái gì? Giải gì được mấy cái tấm vải này. Củi bắp. À, đây là con cốt ca. Ca là còn củi hơn bên dưới. Quá củi các bạn ạ, quá củi, củi bắp. Phát cuối có nên thay đổi không? Có nên thay đổi không? Không, mình nên tin tưởng vào. Bro. Sao đây? Nào, bỏ màn không? Em, cái khăn. Nào ra cái gì không? Ra cái gì không? Các bạn ơi, mình bốc ra A nè. Gì? Thôi được rồi. Lãi rồi đấy, thế là lãi rồi đấy. Later. Các bạn ơi, mình đi mua Gundam mà mình như kiểu là mình đi đánh nhau bằng ấy các bạn. Quả này. Mình quay đường cho các bạn xem. Vãi xoài luôn. Đi vào trong cái ngõ này à? Bên này à? Ok ok. Đi tìm Gundam mà như là ấy, muốn bán gì trong này đấy? Mua bán gì hôm nay đi. Wow. Như là Wow, có hết nha các bạn. Thì bọn mình vừa đi vào xong. Đấy, có những người mua được đồ và có những người không có gì. Ai, buồn quá. Mình đang xem xét lên có nên đi thêm một cái quán nữa không. Vì thực ra thì các bạn cũng biết là không chỗ nào rẻ bằng Nhật cả. Nhưng mà có những thứ ấy mà ở Việt Nam nó sẽ có những cái mà kiểu như đồ hiếm ấy chẳng hạn ấy. Thì mình đang hy vọng vào cái đấy. Nhưng mà nãy giờ mình đi thì chưa có. Thì bây giờ bọn mình đã tiếp tục trên hành trình đi tìm thú vui ở Hà Nội. Bây giờ bọn mình đang đi bộ trên một cái con phố cấm ô tô người ta chỉ chở mình đến đầu phố thôi, còn mình phải đi bộ thêm một đoạn nữa. Thì lúc nãy khoảng trưa ấy là bọn mình có đi xem phim Shazam và mình rất khó chịu với thái độ của các bạn nhân viên bán vé bên CGV đó. Thì mình không biết là phải mình khó tính không, nhưng mà bán vé mà như kiểu là bọn mình đi xin ấy đấy, nhai kẹo cao su. Anh xem phim gì? Như nào? Trời ơi, khó chịu thực sự luôn ấy. Có lẽ là tại mình già rồi, mình nhạy cảm các bạn ạ. Xong rồi bạn ấy vừa
đang tiếp khách, bạn ấy còn vừa nói chuyện riêng với bạn bạn khác nữa về chuyện là hai bạn rủ nhau đi ăn kem. Tuyệt vời luôn. Mình chắc là thôi, chắc là do mình nhạy cảm quá thôi. 5 minutes later. Sao chú Nghĩa toàn chọn mấy cái shop kiểu gì mà nhìn như kiểu là đi mua hàng cấm nhỉ? À nhưng con này cũng được. Anh này một fan Kuna đích thực luôn đấy các bạn. Các bạn ơi, sai quá rồi. Sai lắm rồi. Oh man. Cháu nghĩ vợ cháu với vợ chú chuẩn bị cấm hai thằng chơi với nhau rồi đấy. Hả? À, không đùa. Bây giờ mình không biết phải nói chuyện và đối mặt với vợ mình như thế nào nữa. Thực sự là chết mẹ rồi. Có lẽ khi mình đăng video này lên, mình nên chặn vợ mình. What? Bình thường ấy, nếu mà mình đi ấy, thì vợ mình sẽ là người ngăn mình. Nhưng hôm nay mình đi không giúp vợ mình và là một người còn ủng hộ mình. Thế là cuối cùng đây. Kia, và kia nữa. Oh shit. Mình vừa về đến nhà. Các bạn nhìn đây. Oh shit. Đây. Vợ mình chắc chắn đấm vỡ mồm mình các bạn ạ. Trời ơi. Bao nhiêu là tiền? Ôi trời ơi. Hakuda cho phát là về lắp luôn. Đây. Hakuda tặng mấy đứa đi cùng mình. Mỗi người một bộ này anh em nhá. Cảm ơn Hakuda nhá. Con này thì khá là đơn giản. Trẻ 8 tuổi là chơi được rồi. Có thể bứt ra bằng tay. Đấy. Ui đẩy vào cái là nó rụng ra ngay các bạn ạ. Ra gì đấy. Đang chia. Mọi người đang chia tài sản anh em ạ. Đấy. Rồi chuẩn bị đi đứa ai về nhà đấy. Đấy. Sau đó là bọn mình sẽ chuẩn bị đi lên tạ hiện làm một chút đồ có cồn. Thanh niên này thì đang ngồi mân mê với con Gundam. Nói chung là chắc là mình phải ngồi mình sạc điện thoại đó. Bây giờ cái điều quan trọng nhất của mình là mình phải làm gì với cái đống kia các bạn. Cái đống kia kìa đấy. Sau một thời gian rất chi là lâu thì cuối cùng con Jin cũng đã lắp xong và nó cũng đã dán được cái mắt vào anh em ạ. Con này thì không cần phải dùng kìm cắt hay là gì hết. Các bạn bứt bằng tay thoải mái luôn. Nhìn anh em nào mà mới tập chơi Gundam hoặc mới tìm hiểu về Gundam có thể tìm hiểu qua cái mẫu này. Đây. Đó. Chơi thử cho biết nha. Bây giờ thì tụi mình sẽ đợi ông chú của mình xong và bọn mình sẽ đi lên trên hồ uống bia tại hiện. Có lẽ là video nó sẽ chỉ đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Snoopy Giang Đẹp. Cần tình thương. Cần rất nhiều tình thương. Nhớ đút nít nha. Rất là cảm giác.